Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 17 tháng 10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Các tỉnh Bắc Bộ sẽ trải qua những ngày mưa rét đầu tiên của mùa đông năm nay, với nhiệt độ thấp nhất từ 17 cho đến 19 độ. Theo đó, hôm nay Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp diễn trạng thái mưa lạnh, với nhiệt độ phổ biến từ 17 đến 20 độ C. Lượng mưa giảm hơn so với những ngày qua, vùng núi có nơi xuống dưới 16 độ. Người dân ở miền Bắc bắt đầu cảm nhận được cái rét đầu tiên của mùa đông năm nay. Rạng sáng ngày mai 18 tháng 10, mưa rào trở lại Hà Nội và khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Với nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, người dân có thể cảm thấy lạnh hơn những ngày trước đó do mưa dông kéo dài cả ngày. Đây là đợt rét đầu tiên ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trong mùa đông 2021-2022. Chuyên gia nhận định, không khí lạnh khả năng gia tăng tần suất từ nửa cuối tháng 10 và có xu hướng gia tăng cường độ. Rét đậm, rét hại trong mùa đông năm nay có thể đến sớm, tập trung nhiều từ giữa tháng 12 cho đến tháng 2 năm 2022.